Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 24 tháng 3 mà chúng tôi vừa cập nhật. Thuế môi trường vừa giảm, giá dầu lại tăng. Với sức ép giá xăng trong nước vẫn còn nguyên trước bối cảnh giá dầu thế giới đang tăng trở lại, bài viết Thuế môi trường vừa giảm, giá dầu lại tăng được đăng tải trên blo.vn đã nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến từ phía bạn đọc như giá dầu tăng dẫn theo giá xăng tăng nữa. Một ý kiến khác chia sẻ rằng cứ tăng thế này thì người thiệt thòi là dân và doanh nghiệp. Xúi người khác đánh nhau bị xử lý ra sao? Ở chuyên mục Hỏi giùm bạn, bài viết xúi người khác đánh nhau bị xử lý ra sao được đăng tải trên fanpage của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc nêu trên. Bài viết đã nhận được một số ý kiến của bạn đọc như phạt vậy vẫn còn nhẹ quá nên có biện pháp mạnh hơn, hay có vậy mới cho chưa tội thêm dầu vào lửa. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.